Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, ngày 10 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay 10 tháng 5, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Nam Định đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nam Trực để trình bày chương trình hành động vận động bầu cử theo luật. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Khương Thị Mai, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhôm Nam Sung Việt Nam, bà Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bà Phạm Thị Thúy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Triệu Văn Thái, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, ông Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế, bà Phạm Thị Thúy Hòa, chuyên viên phòng nghiệp vụ Sở Y tế và bà Phan Thị Huệ, Phó Trưởng ban Thanh thiếu nhi Trường học Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Trước cử tri đại diện các phòng ban và cử tri 16 xã thị trấn huyện Nam Trực, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Trong dự kiến chương trình hành động, căn cứ vào vị trí công tác và kinh nghiệm của mình, những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phân tích thực tế, đưa ra nhiều giải pháp định hướng trong lĩnh vực chuyên ngành, cũng như các vấn đề mà cử tri quan tâm hiện nay, như công tác phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Ứng viên khẳng định nếu được tín nhiệm trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực phấn đấu, cống hiến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh, sâu sát với cơ sở, thường xuyên liên hệ, kịp thời nắm bắt để phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt vai trò, trọng trách của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Nam Trực cơ bản đồng tình với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri mong muốn khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ứng viên sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày hôm nay 10 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Nam Định không phát sinh ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Toàn tỉnh hiện có 158 trường hợp đang cách ly điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 2 ca dương tính tại huyện Trực Ninh, 129 trường hợp đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, 51 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung xã Nam Vân, thành phố Nam Định, 51 trường hợp đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, 44 trường hợp cách ly tại khách sạn Hồi An, huyện Vụ Bản, trên 3.700 trường hợp cách ly tại nhà, gần 300 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Tất cả các mẫu xét nghiệm trong ngày 9 tháng 5 và sáng nay 10 tháng 5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Toàn tỉnh đã triển khai tiêm trên 9.500 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Nam Định vừa có hướng dẫn số 681 hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các đối tượng cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, các đối tượng cách ly tập trung tại khách sạn thực hiện thời gian cách ly ít nhất 21 ngày liên tục kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly. Các đối tượng cách ly tại nhà, thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm. Các trường hợp sau 21 ngày cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Với các trường hợp sau 14 ngày cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung. Sở Y tế cũng hướng dẫn cụ thể việc bàn giao tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú, di chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về nơi lưu trú và các bước tổ chức thực hiện các biện pháp cách ly y tế và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.
Đến hết ngày 7 tháng 5 năm 2021, huyện Nam Trực đã có 15 xã được tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 1 cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã, thị trấn, đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở. Theo đó, huyện Nam Trực được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ 800 liều vaccine AstraZeneca phòng bệnh COVID-19 đợt 1. Sau 6 ngày triển khai tiêm vaccine, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5, Trung tâm Y tế huyện Nam Trực đã tiêm phòng cho các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và đội ngũ cán bộ y tế các xã Nghĩa An, Nam Cường, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Toàn, Nam Mỹ, Nam Hồng, Điền Xá, Nam Thắng, Nam Dương, Bình Minh, Hồng Quang, Tân Thịnh và thị trấn Nam Giang. 5 xã còn lại và Trung tâm Y tế huyện sẽ tiếp tục tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 1 từ ngày 10 tháng 5. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các hội đoàn thể của xã Nam Vân tích cực vào cuộc, thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác tuyên truyền bầu cử. Công tác chuẩn bị và thông tin tuyên truyền về bầu cử tại xã Liên Minh, huyện Vũ Bản được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử sắp tới, từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến hội đoàn thể các địa phương đều tích cực vào cuộc, thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu vì thắng lợi của một ngày hội non sông. Ở thôn Vân Trung, xã Nam Vân, thành phố Nam Định, dù đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, nhưng đây là lần đầu tiên anh Phạm Anh Dương tham gia bầu cử. Không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng anh đã được những đảng viên lớn tuổi có kinh nghiệm tham gia công tác, chuẩn bị bầu cử nhiều năm trước, tận tình hướng dẫn về nhiều nội dung như luật bầu cử, mục đích ý nghĩa của việc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri. Lần đầu tiên được đi bầu cử, em cũng đã tìm hiểu rất kỹ tiểu sử, cũng như quá trình làm việc và thành tích của các cán bộ để mình có thể bầu ra lá phiếu chính xác nhất ạ. Bằng hình thức tuyên truyền trực quan với hàng chục pano tranh cổ động trên các trục đường và cách thức trang trí tại địa điểm bầu cử cũng như qua hệ thống truyền thanh, những nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn xã Nam Vân đã được truyền tải đến hơn 5.000 cử tri nơi đây. Đảng bộ xã yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải phát huy vai trò gương mẫu cả từ lời nói đến việc làm, trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động nhân dân, hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Tinh thần của các đồng chí cán bộ đảng viên phải nêu cao cái vai trò gương mẫu tiên phong trong mọi lĩnh vực, như tuyên truyền cái nhiệm vụ cho bầu cử, thực hiện các cái quy trình trong cái quy định của luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng dân các cấp, thực hiện rất nghiêm chỉnh. Từng cán bộ đảng viên có cái gương mẫu và làm sao giáo dục và tuyên truyền cho gia đình, con cháu, họ tộc thì để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, nhất là cái thời gian này là thời gian cao điểm cho cái nhiệm vụ để tổ chức cái bầu cử Quốc hội khóa thứ 15 và Hội đồng nhân dân cấp nhiệm vụ. Cho nên là các cái chỉ tiêu thì đều phải gắn vào cái nhiệm vụ, ngoại nhiệm vụ vào, và cuối năm bình xét khen thưởng và xác định cái phân loại đảng viên cũng phải gắn vào cái nhiệm vụ này. Các cái bước đã triển thực hiện từ trước đến nay đều đảm bảo theo đúng tiến độ, thời gian và theo các quy định. Thì qua cái kiểm tra của các đoàn kiểm tra về đều đã đánh giá và ghi nhận. Đấy, và trước mắt là chúng tôi đang có tập trung cho cái tuyên truyền về cái danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đấy, sau khi Ủy ban bầu cử các cấp đã triển khai về. Đấy, cái thứ hai, chúng tôi đang tập trung cho công tác chuẩn bị về cái tổ chức, cái tập huấn, hướng dẫn cho các cái tổ bầu cử và cái hướng dẫn về cái trang trí, tuyên truyền để chuẩn bị cho cái ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 để đảm bảo cho thành công. Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện quy trình thủ tục, đồng thời dự kiến các tình huống phát sinh để kịp thời giải quyết. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các hội đoàn thể và nhân dân xã Nam Vân đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thắng lợi. Do đặc thù riêng, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản có số lượng lớn cử tri là công nhân lao động, làm việc tại khu công nghiệp Bảo Minh, nên công tác chuẩn bị bầu cử và thông tin tuyên truyền cũng được cân nhắc thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Mặt khác, do đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp nên cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, xã Liên Minh cũng sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh để ngày bầu cử diễn ra an toàn. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị xã Liên Minh đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Toàn xã có 9 khu vực bỏ phiếu với hơn 7.500 cử tri, thì có đến 3.000 cử tri là công nhân thuộc khu công nghiệp Bảo Minh. Việc cung cấp thông tin tuyên truyền vận động cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trên địa bàn xã không những phải đảm bảo đến được với những người luôn có mặt ở nhà, mà còn với cả nhiều người chỉ có thể về nhà sau giờ làm. Đó là nhiệm vụ của những cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú và các hội đoàn thể khác trong xã. Hiện Liên Minh có 9 tổ bầu cử thì đã có đến 6 tổ trưởng là hội viên Hội Cựu Chiến binh xã. Hội Cựu binh xã chúng tôi đã tổ chức phát động phong trào thi đua. Và cái nội dung của thi đua thì là tập trung cái tuyên truyền về cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hai nữa, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia cái cuộc tiếp xúc cử tri. Thứ ba, nó tích cực tham gia vào cái việc trang trí khánh tiết cổ động cho phong trào. Cái cuối cùng là vận động cán bộ hội viên và nhân dân là tham gia đi bầu cử là đạt 100 quân số và sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn để bầu vào đại biểu và đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Để đảm bảo 100% cử tri mà đi bầu cử thì thứ nhất là đã quán triệt với các cái đoàn thể chính trị cũng như xã hội của cơ sở là có những cái họp rồi có những cái tuyên truyền. Thế còn riêng đối với chi bộ thì đã quán triệt các đồng chí đảng viên là có cái trách nhiệm tuyên truyền cho cái cử tri của mình thuộc những cái cụm mà đảng viên đã được phân công để phụ trách. Thế thì những cái việc ấy là đều là tập trung để làm sao mà vận động được nhân dân tham gia trong cái cuộc bầu cử mà trở thành cái ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân. Theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, huyện Vụ Bản sẽ làm việc với ban quản lý và lãnh đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bảo Minh để có kế hoạch bố trí sản xuất phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho những cử tri là công nhân ở đây tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Với cái đặc điểm của Liên Minh thì có 3.000 công nhân, khoảng 40% dân số đang làm việc trong khu công nghiệp Bảo Minh. Vì thế thì công tác tuyên truyền và chuẩn bị các cái công tác tuyên truyền, cái hình thức tuyên truyền để nó phù hợp với tình hình địa phương để quan tâm. Và chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh vào các buổi tối, buổi sáng, gồm có là tuyên truyền luật bầu cử Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Và đến nay tôi đang tuyên truyền về cái ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên để phù hợp với lại các cái điều kiện của địa phương. Ngoài ra các cái hình thức niêm yết công khai thì vẫn thực hiện theo luật. Và trong cái điều kiện dịch bệnh hiện nay ấy, thì tùy theo tình hình thực tế của địa phương và cái tình hình dịch bệnh chung thì đối với cái kịch bản trong lúc bầu cử, trong gần ngày bầu cử thì chúng tôi thực hiện theo cái chỉ đạo cấp trên. Thế và địa phương chúng tôi đã chuẩn bị đủ phương tiện cơ sở vật chất cần thiết và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Để chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, không làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương phải xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các điểm bầu cử phải thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch. Đảm bảo an toàn nuôi thủy sản mùa nắng nóng. Năm 2021, Giao Thủy đặt mục tiêu tổng thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 200 tỷ đồng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng, tập trung chủ yếu trong các tháng 5, 6 và 7. Điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng, năng suất và sản lượng thủy sản. Trước dự báo tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài, ngay từ đầu vụ, Chi cục Thủy sản đã có văn bản gửi các địa phương chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nuôi trồng thủy sản, chỉ thả giống khi điều kiện thời tiết thích hợp.
tăng cường quản lý chặt chẽ vùng, cơ sở nuôi, tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy các công trình thủy lợi nhằm hỗ trợ phục vụ người dân bơm nước cho hoạt động nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Khuyến cáo người dân không nuôi thủy sản tại những nơi nguồn nước không đảm bảo chất lượng, thả con giống với mật độ hợp lý và có biện pháp chăm sóc đúng kỹ thuật để hạn chế thiệt hại do nắng nóng và các hiện tượng thời tiết bất thường gây ra. Dự tính trong năm nay, toàn tỉnh nuôi thả thủy sản trên diện tích 16.000 ha, trong đó nuôi thủy sản nước mặn lợ hơn 6.000 ha, nuôi thủy sản nước ngọt gần 10.000 ha. Năm 2021, huyện Giao Thủy đề ra mục tiêu tổng thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 200 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Giao Thủy đang tập trung khuyến khích các ngành địa phương phấn đấu tăng thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách theo quy định của luật thuế và chế độ thu nộp của nhà nước, tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, huyện Giao Thủy đẩy mạnh hỗ trợ cho các dự án đầu tư mới sớm đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tăng cường đầu tư phát triển, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức thực hiện dự toán được giao, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, tăng cường kiểm soát các khoản thu, đặc biệt chú trọng rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ số hộ kinh doanh thuộc phạm vi được giao quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong giao dịch kê khai và các thủ tục liên quan đến công tác thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu thuế, nhất là công tác kê khai và nộp thuế điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm răn đe, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm luật quản lý thuế. Công an tỉnh Nam Định được biểu dương vì đã đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước có gắn chip điện tử. Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết đợt 1 chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip và đánh giá tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an tổ chức, Công an tỉnh Nam Định được biểu dương vì đã có thành tích đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước có gắn chip điện tử. Tính đến ngày 6 tháng 5, toàn quốc đã thu nhận gần 40 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, đã sản xuất và trả cho địa phương 7,4 triệu thẻ căn cước công dân. Các địa phương có tiến độ cấp thẻ căn cước nhanh là Nam Định, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình. Bộ Công an đã yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện quyết liệt hơn nữa và hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip trước ngày 1 tháng 7. Trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trong cộng đồng, Bộ Công an đề nghị công an các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền địa phương và tạm dừng cấp căn cước công dân tại các địa bàn cách ly để phòng chống dịch. Đối với các khu vực khác cần nghiên cứu để có biện pháp bảo đảm giãn cách phù hợp tại các địa điểm cấp căn cước công dân để vừa phòng chống dịch và hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân được giao. Thưa quý vị, thưa các bạn, triển khai thực hiện sâu rộng chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định tập trung đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả công tác biên phòng. Thực hiện công điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định về tăng cường lực lượng cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia phía Tây Nam, rất nhiều cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh trong lực lượng biên phòng các phòng ban, các đồn, hải đội trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện viết đơn xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đối với riêng bản thân tôi thì tôi mong muốn khi tham gia chuyến đi lần này thì thứ nhất mình cũng được trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ cũng như là được tham gia vào công tác phòng chống đại dịch, góp một phần công sức của mình, một phần sức trẻ của mình vào trong công cuộc chung của đất nước cũng như của quân đội nói riêng. Để việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị lan tỏa sâu rộng và tạo hiệu ứng tích cực, năm 2021, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ bằng những nội dung việc làm cụ thể. Công tác đảng, công tác chính trị được thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ chiến sĩ biên phòng các đơn vị. Việc học và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong mọi hoạt động của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nam Định. Gắn cái nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 thì nó cũng đi đôi với lại cái thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một cái chỉ thị là rất là rộng, trong đó đặc biệt là đối với lại cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nói chung và bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định nói riêng đã được các cấp ủy quán triệt thực hiện nghiêm túc, từ cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị đến từng cá nhân được từng đồng chí, để sau một cái thời gian thực hiện thì đã có 3 tập thể nên là được tỉnh ủy, Bộ Quốc phòng rồi là Bộ Tư lệnh tặng bằng khen, đặc biệt có cá nhân là được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong cái thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Những việc làm thiết thực trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng, tăng cường mối đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững bình yên tuyến biển của tỉnh, tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và thực hiện nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.